Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của em. Hôm nay em mới về con máy rửa xe cà trơ. Con này là cà trơ 330, sản xuất tại Ý anh chị em nhá. Italy. Đó, con này là máy nằm. Máy này là máy nằm và xài là xài động cơ từ. Không phải động cơ có chỗ than anh chị em nhá. Và con này nó chỉ có chức năng là xịt một lèo thôi. Đó, xịt một lèo thôi. Chứ không thể nào mà chế độ ngắt lắp súng và ngắt được. Đây, công suất thì là 1400. 1300 1,35 kW, gọi là 1350 đó. 1350W, đó sản xuất made in Italy nhá. Xài điện là 100V. Đấy, cho anh chị em xem thông số này. Và ngoại hình thì con này thì em cũng chả có lau chùi gì cả, bởi vì nó là máy rửa xe mà kéo ra kéo vô nên không cần lau chùi gì nhiều. Anh chị em mà về sử dụng chỉ có một cái để anh chị em lau chùi giúp em. Đó, cặp chơ 330. Và đây là dây zin anh chị em nhá. Lưu ý dây zin nó sẽ nó có một cái cọng màu vàng ở giống máy này. Đó, đây là dây zin. Anh chị em chỉ cần lắp vào đây và vặn thôi. Sợi dây này dài khoảng 10m, 7-10m gì đó, 7-10m. Như cái cọng này là dài 7m thì phải. 7m đúng rồi. 7m. Cái này cũng dẫn là dây zin này. Rồi. Con này thì có giá bán là 2 triệu. À, anh chị em lưu ý nhá, 2 triệu và hình thức mua hàng là chuyển khoản, em bao ship anh chị em nhá. Đó. Chuyển khoản và bao ship. Đó. Con này là em chuyển khoản bao ship cho anh chị em nhá, giá 2 triệu rồi. Thế bây giờ em sẽ test cho anh chị em xem.